vị, như vậy là Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 đã chính thức khép lại. Có thể nói Liên hoan năm nay là đại tiệc cho các hãng phim tư nhân khi mà 16 phim truyện dự thi đều là phim tư nhân. Nhiều ý kiến cho rằng nền điện ảnh Việt Nam đang nghiêng hẳn về hướng giải trí thị trường, nhưng theo nhìn nhận của những người trong nghề là các đạo diễn, nhà sản xuất phim thì đa phần đều khẳng định sự đổi mới, đổi hướng của điện ảnh trong nước đang theo chiều hướng tích cực. Ghi nhận tại đêm bế mạc Liên hoan phim lần thứ 20 sẽ mở đầu cho phần tin giải trí ngày hôm nay. Lễ bế mạc Liên hoan phim lần thứ 20 vừa diễn ra tại nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng với chủ đề Hải Âu trên sóng biếc, được kết nối từ chủ đề Hừng Đông trên biển ở đêm khai mạc. Chương trình gồm nhiều tiết mục biểu diễn âm nhạc thời trang kết hợp hài hòa với điện ảnh sâu lắng nhưng cũng không kém phần sôi động. Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim hiện giữ kỷ lục doanh thu phim Việt cao nhất mọi thời đại là Em Chưa 18 đã đoạt giải Bông Sen Vàng, giải Bông Sen Bạc thuộc về phim Cô Hậu Gái và phim Cha Cổng Con. Diễn viên Katie Nguyễn và Quý Bình được trao giải nữ và nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Làm được một bộ phim đã là rất là khó khăn rồi, kể cả phim thương mại hay là nghệ thuật đều phải có cái tính nghệ thuật ở trong đó thì mình mới chiếm được trái tim của khán giả. Cho nên là mình nghĩ rằng là cái ranh giới đó hiện nay nó đang dần xích lại gần nhau giữa phim nghệ thuật và phim thương mại, cũng giống như là định hướng của lần thứ 20 này, đó là những bộ phim mà chất lượng cao về kỹ thuật cũng giống như là nghệ thuật để mà điện ảnh mình được đi xa hơn. Các dancer đến từ Hàn Quốc vừa mang đến cho khán giả thành phố Hồ Chí Minh 30 phút trình diễn hip hop đầy mãn nhãn trên nền nhạc truyền thống kết hợp với nhạc điện tử và võ thuật. B-Boy Crypto Crew là một trong những nhóm B-Boy hàng đầu của Hàn Quốc có kỹ thuật trình diễn độc đáo mới lạ. Chương trình nằm trong khuôn khổ lễ hội văn hóa thế giới thành phố Hồ Chí Minh Gyeongju 2017 tiếp tục diễn ra vào tối nay tại công viên 23 tháng 9. Vừa qua, đêm nhạc rock CKX 2017 với chủ đề Âm thanh không giới hạn vừa diễn ra vô cùng sôi động tại Hà Nội. Đêm nhạc với sự tham gia biểu diễn của các nhóm nhạc ngũ cung Recycle với điểm nhấn là những ca khúc rock, đây là một trong những chương trình âm nhạc đặc sắc của sinh viên Hà Nội. CKX 2017 đã đem đến cho giới trẻ thủ đô một không gian âm nhạc bùng cháy với những cảm xúc thăng hoa.